Và mình nghĩ với cái giá 2 ly cà phê này thì các bạn sẽ sẵn sàng bỏ ra để có thể đổi lại một lượng kiến thức vừa đủ để chúng ta có thể tiếp tục đam mê của mình mà không bị rào cản về kinh tế. Điều thứ hai, với phần học phí này, mình và MCMA sẽ trích ra một phần lợi nhuận để có thể ủng hộ những cái cộng đồng khác ngoài âm nhạc mà họ cần những thứ nhiều hơn là 2 ly cà phê mỗi ngày. Xin cảm ơn các bạn đã click vào xem video quảng cáo buồn về khóa học 2 ly cà phê của Manny và MCMA thực hiện. Trong video này, mình xin chia sẻ với các bạn 3 điều. Điều thứ nhất, đó là mục đích của khóa học. Điều thứ hai, nội dung trong khóa học. Và điều thứ ba, đó cũng chính là những cái trăn trở của mình bấy lâu nay. Và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn. Xin mời các bạn cùng xem video để biết trong nội dung khóa học này có gì nhé. Nói về mục đích của khóa học, thì producer hiện nay không phải là một cái ngành nghề quá mới mẻ và đa số các bạn đều đã biết và cũng đã từng trải nghiệm qua một khoảng thời gian mò mẫm tìm hiểu gì đó. Nhưng mình nhận thấy có rất nhiều cái câu hỏi hết sức là mông lung trên các diễn đàn hay là các group hoạt động về nhạc điện tử mà hoạt động về cộng đồng producer. Thì những câu hỏi đó rất là khó để trả lời bởi vì nó không nằm trong một cái topic cụ thể nào cả. Và để trả lời được tất cả những câu hỏi đó thì đòi hỏi người trả lời phải có một kiến thức rất là nhiều và cái người hỏi cũng phải có một kiến thức nhất định để có thể hiểu được câu trả lời ấy là gì. Trong khóa học này các bạn sẽ nhận được gần 50 video được biên tập rất là kỹ lưỡng về mặt hình ảnh và âm thanh và animation để minh họa giải thích cho các bạn về những vấn đề, về những chủ đề như là audio fundamental cơ bản, audio effect, MIDI effect, drum rack, cách tạo ra một đoạn drum loop, cách tạo ra beat, synthesizer cơ bản, nhạc lý cơ bản, các thuật ngữ và định nghĩa cơ bản. Đây là toàn bộ những gì trong khóa học và trong khóa học này mình sẽ không nhắc đến về vấn đề làm nhạc. Bởi vì làm nhạc là một cái sự tò mò, tìm hiểu của các bạn, mình sẽ đưa cho các bạn những cái công cụ, giải thích những cái định nghĩa và cách hoạt động của chúng. Và sau đó bạn sẽ tiếp tục bước tiếp cái con đường của mình và tiếp tục tìm hiểu, giao lưu với những cái cộng đồng producer để đạt được kết quả cao nhất. Và điều cuối cùng, điều mà những bạn học viên đến với MCMA, đó cũng là điều mà mình luôn đặt lên hàng đầu trong công tác đào tạo tại MCMA, đó là xây dựng một cộng đồng giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về ngành nghề producer, giúp cho mọi người có cái nhìn khách quan hơn về cái nghề mới mẻ này. MCMA trong suốt 4 năm qua luôn là đơn vị đi đầu và tiên phong trong công tác đào tạo về lĩnh vực kỹ thuật âm nhạc ứng dụng công nghệ tại Việt Nam, đồng thời đã xây dựng được một cộng đồng làm nhạc với quy mô nhất định, không phải đại diện hay lên tiếng cho tất cả các bạn làm nhạc nói chung, mà mong muốn của mình là giúp đỡ được mọi người hiểu và nhìn nhận khách quan về bộ môn nhạc điện tử, đồng thời cũng có thể giúp được cho những cái cộng đồng khác ngoài âm nhạc. Ban đầu MCMA dự định chia sẻ khóa học này hoàn toàn miễn phí, nhưng sau khi trao đổi với nhóm và cái tình hình hiện tại của dịch Covid cũng như là tình hình biến đổi của xã hội kinh tế thì chúng mình đã đưa ra quyết định sẽ bán khóa học này với giá 2 ly cà phê. Vì sao lại là 2 ly cà phê? Bởi vì một ngày chúng ta mỗi người cũng sẽ uống ít nhất là 1 ly cà phê, còn với những người như mình thì sẽ uống từ 2 tới 3 ly tùy theo mức độ stress của công việc. Và mình nghĩ với cái giá 2 ly cà phê này thì các bạn sẽ sẵn sàng bỏ ra để có thể đổi lại một lượng kiến thức vừa đủ để chúng ta có thể tiếp tục đam mê của mình mà không bị rào cản về kinh tế. Điều thứ hai, với phần học phí này, mình và MCMA sẽ trích ra một phần lợi nhuận để có thể ủng hộ những cái cộng đồng khác ngoài âm nhạc mà họ cần những thứ nhiều hơn là 2 ly cà phê mỗi ngày. Nên khóa học này, mình hy vọng các bạn sẽ chung tay cùng Manny và MCMA dành ra 2 ly cà phê để có thể giúp đỡ những cộng đồng khác ngoài âm nhạc, giúp họ có thể vượt qua những khó khăn trong thời điểm hiện tại, hoặc là giúp đỡ những con người, những tổ chức mà họ sẽ cần được một cái nguồn hỗ trợ để có thể duy trì được cuộc sống bình thường như mọi ngày. Nếu các bạn đã xem đến đây và khóa học này chưa thật sự phù hợp với bạn, thì mình cũng xin các bạn hãy chia sẻ video này như là một hành động để mọi người có cơ hội tham gia chiến dịch 2 ly cà phê cùng Manny và MCMA.
giúp mọi người có cái nhìn rõ hơn về con đường làm nhạc, sản xuất nhạc, và đồng thời để những người làm nhạc có thể giúp đỡ những người cần giúp đỡ hơn trong xã hội. Đừng quên hashtag 2 ly cà phê khi chia sẻ video này. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này.